Vào ngày 6 tháng 4, Tiêu Chiến tan làm khá muộn, anh đi làm tới 21 giờ 48 phút mới trở về khách sạn. Phim trường của đoàn phim Tạng Hải sắp trở thành nơi để check-in. Hầu như ngày nào đoàn phim cũng có khách tới thăm và chiêu đãi đồ uống. Mới đây, nam diễn viên kỳ cựu người Hồng Kông Trương Quốc Cường đã đến thăm phim trường và cung cấp đồ uống, đồ ăn nhẹ. Ông là một nam diễn viên gạo cội Hồng Kông, từng là cầu thủ bóng đá. Ông phát triển cả hai lĩnh vực bóng đá và truyền hình, còn từng làm người dẫn chương trình cho chương trình thiếu nhi và thủ vai chính trong một số bộ phim điện ảnh. Có tin đồn anh ấy cũng đóng vai hoàng đế trong phim Chuyện Tạng Hải. Phim trường của đoàn phim của Tiêu Chiến đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Đoàn làm phim đã từng được tiếp đón nhiều khách quý ghé thăm như Chủ tịch Tập đoàn Văn học Trung Quốc, đạo diễn Khánh Dư Niên, nhà đồng sản xuất phim truyền hình Tạng Hải và có cả Phó Chủ tịch Yuku, thậm chí Phó Chủ tịch Yuku còn đến thăm đoàn phim tận 2 lần. Thực sự là náo nhiệt. Tiêu Chiến cũng thường xuyên mua đồ uống và đồ ăn nhẹ tặng cả đoàn. Mới đây, nữ diễn viên vào vai mẹ của Tiêu Chiến trong bộ phim cũng chiêu đãi đoàn làm phim đồ uống. Bộ phim này hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Tạng Hải dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa tháng 5. Đoàn làm phim đã bắt đầu bấm máy vào ngày thứ 99, chu kỳ 150 ngày sẽ hoàn thành vào tháng 5. Chúng ta sẽ sớm được gặp Tạng Hải của Tiêu Chiến trong thời gian sớm nhất.